toàn thể gia đình ta quý và kính thưa toàn thể bà con cô bác và các ban ngành và kính thưa toàn thể gia đình chờ đợi và em cháu hôm nay đến sự vụ mai táng trại hòm Ba Còn trước cùng để đến chia buồn đau thương mất mát gia đình ta quý và sau đó cháu cùng được chấp thuận gia đình ta quý em cháu sẽ đến đây dọn ra một lớp tuồng đó là làng quê vắng bóng cha nghệ thuật quýnh phố vàng trường tà ma sắp bị bò linh cù tán an nơi thần hồn do đây dịch vụ mai táng em cháu xin được mạn phép bắt đầu. Đây với tất cả bà quần tư sĩ bây giờ hai anh em tán vượt núi băng rừng ngài chó về đây dập vào liễu nhà tràng đấy chưa? Vào trong khám qua cho tổ tường trăng giả ra hãy nhạc đồng đây ở bên đây nào đó chúng ta là những người không có ngày hôm nay này nghe chưa Yeah!
toàn thể gia đình Tam Quý và kính thưa toàn thể mọi cô các bác và các cấp sinh viên xã tài và có mặt trong buổi tăng lễ hôm nay. Trong giờ phút này em cháu cũng chưa được kiến thức vào làm lễ cộng qua đây và linh cụ cha ông của chúng ta về nơi an nghỉ cuối cùng. Và bà con các bác và các anh chị em hôm nay em cháu cùng đến đây vợ ngon lúc tuần đó là làng quê dẫn bóng trà mẹ ở cuối phương bàn trường tà ma sắp liền và một cụ tắc hang lên màu và trước khi cháu vào làm lễ đô ơn có gì làm gì hoặc lòng bà con các bác và các anh chị em xin niềm tình tha thứ bỏ qua cho. Như bà con các bác và các anh chị em cũng biết rồi, hôm nay là mình ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020 và có còn bao lâu nữa thì mình sẽ lọt qua những năm mới nha, năm 2021. Con có bác và các anh chị em, ông bà cho anh Sơn nói $100,000 cũng có bằng 53,000 bạc bột. Còn con có bác và các anh chị em ở giờ đây. Và bà con có bác và các anh chị em mùng 5, 14, 53. Bà con có bác và các anh chị em mua những món đồ ngay cho trăng ngã 3, ngã 4. Bà con có bác và các anh chị em nghe nói chúa động ma hoàng hát đào quần ầu. Và lời yêu nghiệt này nó cũng gì chuyên gia thật người và uống máu người xương đó cũng lỗi. Và em cháu có tiêu gì được chúa động ma hoàng hát đào quần bào. Để bò lưng cụ cha ông chúng ta về nơi an nghỉ không? Thì bà con có bác và các anh chị em chỉ bỏ vào đây 50,000 đó là bỏ những cái xuôi, cái ngồi, cái bệnh, cái hoạn, cái sau, cái hạn, cái tâm tai, cái nặng, cái nhẹ nha bà con có bác. Và trước khi tới tiếp tục thì bà con có bác và các anh chị em được gọi vào xuất. Bây giờ tôi mời chú kêu. Chị em ai dặn màu thì đó là tam tay một ấp thì bà con có bác và các anh chị em
ai nghỉ cuối cùng ạ? Thì hôm nay em cháu có là mời các hai vợ và tôi có bác và các anh chị em chị ủng hộ vào đây 5.000 mời xin tặng cho em cháu của các mơ bà mẹ và tôi có bác và các chị em à.
chưa đồng lên. Trong buổi tăng lễ hôm nay, trong giờ phút này lễ đồng quan chúng em xin khép lại đây. Và lớp thứ tư đó là bái quan khỏi linh cầu tán an nơi thờ mẫu.